Các bạn thân mến, nay đã bước sang tháng 7, và tháng 7 thì gắn liền với sự tích Vu Lan Báo Hiếu. Hôm nay Trung tâm Phong thủy Tâm Thiện xin giới thiệu đến các bạn Kinh Vu Lan Báo Hiếu, cũng nhằm giúp cho đông đảo các bạn gần xa hiểu được lễ Vu Lan Báo Hiếu được tổ chức vào rằm tháng 7. Là lễ báo hiếu về cho cha mẹ và cũng được coi là ngày xóa tội vong nhân, tức là lễ cúng cô hồn. Tất cả do bắt nguồn từ Đức Phật. Lễ Vu Lan được thực hiện vào rằm tháng 7 âm lịch. Ngày này nhiều gia đình cũng tổ chức lễ cúng xóa tội vong nhân vào rằm tháng 7, nên nhiều người bị nhầm lẫn giữa hai cái lễ cúng này. Cho nên chúng tôi cũng có đôi điều nói ra để quý vị có thể hiểu thêm. Tuy rằng hai lễ này khác nhau nhưng đều mang một mục đích chung, một cái là lễ báo hiếu, một cái là làm phúc. Cúng cô hồn tức là làm phúc, lễ Vu Lan tức là báo hiếu. Thì thầy vừa nói liên quan đến Đức Phật, vì câu chuyện về thầy nói sau đây liên quan đến ngài Ma Một Đặc Già La, thường có tên gọi là Mục Kiền Liên, gọi tắt là Mục Liên, vốn là một tu sĩ khác đạo. Về sau Mục Liên đã quy y cửa Phật và trở thành một đệ tử lớn của Đức Phật, đạt được 6 phép thần thông. Mục Liên được xếp hạng vào thần thông đệ nhất trong hàng đệ tử của nhà Phật. Sau khi đã tu hành được chính quả A-la-hán, Mục Kiền Liên không nguôi nhớ thương về mẫu thân và muốn biết mẹ mình bây giờ ra sao. Ngài đã dùng huệ nhãn của mình để tìm kiếm mẹ. Trước kia do gây ra nhiều cái nghiệp ác nên mẹ của Mục Kiền Liên phải sanh sang làm quỷ đói, tức là ngã quỷ, ở nơi địa ngục A Tỳ. Bị đói khát và hành hạ vô cùng khổ sở, thân hình chỉ còn da bọc với xương, bụng ỏng, đầu to cổ như cọng cỏ, vô cùng tiều tụy, khát cũng không có nước để uống. Quá xót xa và thương cảm, Mục Liên đã mang cơm xuống tận cõi quỷ để dâng cho mẹ. Tuy nhiên do ở xung quanh lâu ngày đều là quỷ, đói lâu ngày không được ăn, được uống, nên mẹ của Mục Liên đã dùng một tay để che đi cái cơm của mình, để khiến các cô hồn khác không đến tranh cướp. Vì thế khi đưa cơm lên miệng thì đều hóa thành than đỏ rực, không sao có thể nuốt nổi. Mục Kiền Liên rất buồn bã, quay về gặp Đức Phật và bạch với Phật rằng sự việc như vậy, thì xin Đức Phật chỉ dạy cho cách để cứu mẹ. Phật dạy rằng vì những nghiệp chướng mà kiếp trước mẹ của Mục Kiền Liên đã phải sinh vào nơi ác đạo và trở thành ác quỷ, dù Mục Kiền Liên có phép thần thông quảng đại đến đâu hay tận hiếu đến đâu thì cũng không thể đủ sức cứu được mẹ, cần phải nhờ đến uy đức của chúng tăng ở khắp các nẻo đồng tâm hiệp ý cầu xin cứu rỗi thì mới có thể thành được. Bởi vậy Đức Phật đã dạy Mục Kiền Liên phải cúi mình thành kính đi rước tất cả các chư tăng ở khắp mười phương bốn hướng về, đặc biệt là những vị chư tăng đã được bốn quả thánh hoặc đạt được đủ 6 phép thần thông. Nhờ những công đức của các vị này thì vong linh của mẹ Mục Kiền Liên mới mong được thoát khỏi khổ đạo. Ngày rằm tháng 7 là ngày thích hợp nhất để cung thỉnh chư tăng đi sắm lễ cúng, và ngày đó Mục Kiền Liên đã làm đúng theo lời Phật dạy. Quả nhiên vong linh mẫu thân của ông đã thoát khỏi kiếp ngã quỷ và sanh về cõi cảnh giới lành. Ở Việt Nam chúng ta, lễ Vu Lan thường thực hiện vào rằm tháng 7 âm lịch. Tuy nhiên, ở những ngày này nhiều gia đình cũng tổ chức lễ cúng xá tội vong nhân, nên nhiều người thường bị nhầm giữa hai lễ cúng này. Mặc dù vậy, cả hai lễ này đều mang đến một ý nghĩa chung là báo hiếu và làm phúc. Không chỉ ngày lễ Vu Lan mà tất cả mọi ngày trôi qua, chúng ta đều cùng mong rằng cho cha mẹ chúng ta luôn được khỏe mạnh, cũng như câu đêm đêm con thắp đèn trời cầu cho cha mẹ sống đời với con. Sau đây Trung tâm Phong thủy Tâm Thiện xin giới thiệu đến các bạn video Kinh Vu Lan Báo Hiếu. Nam mô Chứng Minh Sư Bồ Tát Ma Ha Tát. Kim lơ vừa bén chiên đàn khắp
sông pháp mà giới đạo tràng mười phương ấy hiện thành mây bao kiến tường. Chư phần rõ biết ngọn hương chí thành pháp thân toàn thế hiện tiền ai chứng minh hương nguyện phước liền ban cho. Nam mô hương văn cái bồ tát ngày, nam mô hương văn cái bồ tát ngày, nam mô hương văn cái bồ tát. Nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Pháp Phật cao siêu lý ẩn sâu trăm ngàn muôn kim khó tìm cầu. Con nay nghe được xin trì tùng nguyện đứng Như Lai dài nghe màu. Nam mô Đại Hiếu Mụng Kiền Liên Bồ Tát. Nam mô Đại Hiếu Mụng Kiền Liên Bồ Tát. Nam mô Đại Hiếu Mụng Kiền Liên Bồ Tát. Phật nói kinh Vô Lan Bồn, ai con từng nghe lời tạng như vậy. Một thuở nọ Thế Tôn an trụ ấy, xa về thành Kỳ Thu Viên Trung. Mộng liên mới đặng lùng thông, mà muốn cho cha mẹ khỏi vòng trầm luân. Công dưỡng dục thâm ân dốc trái, nghĩa sinh thành đạo cá mong đền. Làm con yêu hành vi tiên, bèn dùng huệ nhãn dưới trên kim tầm. Thấy vòng mẫu sanh làm ngã quỷ, không uống ăn tiều tùy hình hài. Mùng liên thấy vậy bi ai, biết mẹ đôi khác ai hoài tình thâm. Lo phẩm vẫn đem dân từ mẫu ấy, đặng đỡ lòng cưng khổ bấy lâu. Ai thấy con mẹ rất lo âu, ai tay tạ che đầy hữu hậu bóng ăn. Lòng bọn sáng tiền căn chưa dứt, sợ chúng ma cướp giật của bà. Cơm đưa chưa tới miệng đà, hóa thành than lửa nuốt mà đằng đâu. Thấy như vậy âu sầu thay thảm mây, mộng kiền liên bi cảm xót thương ơi, mau mau về đến giảng đường.
bành cùng sư vô tìm phương giải nàng. Phật mới bảo rõ ràng căn cội rằng lòng hiếu thảo của ông giàu lớn ấy, tiếng vang đồn thâu đến cửu thiên ấy, cũng là các bậc thần kỳ tà ma ngoại đạo bốn vị cho cứu đặng mang người phải nhờ thần lực của mười phương tăng pháp cư tế ta toàn giải nói ơi cho mọi người thoát khỏi ách nạn bèn kéo mùng thị đến gần tháng bảy là ngày thứ tư mười phương tăng đều dự lễ này phải toàn sắm sửa chớ chạy thức ăn trăm món trái cây năm màu lại phải sắm giường nằm nệm lón ấy cùng thao bồn đèn đuốc nhang dầu ai món ăn tinh sạch bao màu đứng trong bình bát vọng cầu kính dân ai chư đại đức mười phương thù thực ấy trong bài đời sẽ đặng siêu thắng lại thêm cha mẹ hiền tiền ngày đặng nhờ phương lực tiêu khiên ách nàng vì ngày ấy thanh tăng đều đủ giàu ở đâu cũng tu hội về sơn khê tránh điều phiền não chăm về thiền nam hoặc người đặng bốn tòa đạo quả công tu hành nguyện thỏa vô sanh hoặc người thọ hạ kinh hành hoặc người đăng lùng thông tấn phán ấy và những hàng duyên gia thành văn hoặc chư Bồ Tát mười phương hiện hình làm sai ở gần chúng sanh đều trì giới răng thanh rất tình đạo đứng dày chánh định chân tâm mà tất cả các bậc thánh phàm đồng lòng thô lãnh bát cơm lục hoàng người nào có sắm ra vần thực đặng cúng dường tự tư
tham đò khổ chẳng rằng ra khỏi cảnh thanh nhàn hướng thụ tự nhiên ấy như còn cha mẹ tiền nhờ đó cũng đặng bách niên thọ trường như cha mẹ cùng châu thân anh phần lại bảo mười phương tăng chúng mới phải tuân theo thể thức sau này trước khi thụ từng đàn cháy phải cần cầu thân thế mẹ cha thí chủ ơi định tâm thần quan đủ đừng quên cho xong ý định hành thiện mới dùng phẩm vật đàn tiền hiến dâng khi thụ dụng nên an vật thực trớ phận đài hoặc tự tháp trung chư tăng chú nguyện viên dung mây sao rồi tự tiện thu dùng bữa trưa pháp cơ tế Phật vừa nói dứt ngay một liên cùng Bồ Tát mục liên cũng hên khóc thương rầu buồn ngày mục liên máu cũng trong ngày ấy kim khổ về ngã quỷ đường tan mục liên bành với phận rằng ngày mẹ con nhờ sức thánh tăng khỏi nàng ai lại cũng nhờ oai thần tam bảo bằng chẳng thì nàng khổ khó ra như sao để tử xuân gia vô lan bồn phạm dùng mà độ sanh độ cha mẹ còn đương tài thế hoặc bay đời có thể đặng công minh phân rằng lời hỏi rất thông ấy ta vừa muốn nói con trùng hỏi theo thiện nam tử tỳ quốc vương thái tử đại thần tam công tể tướng bách quan này cùng hàng lê thứ vạn dân cõi trần như chi muốn đền ơn cha mẹ hiện tại cùng thân thế tình thăm đến rằm tháng bảy mỗi năm mấy sau khi kiến hạ chư tăng tử về chính ngày ấy Phật đà hoan hỷ phải sắm sanh bách vị cơm canh đừng trong bình ba tinh anh ấy chờ giờ tư thế chúng tăng cũng
cũng chẳng khổ chi, cùng cầu thân thế đồng thầy lìa nơi ngạ quỷ sanh về nhân thiên. Đặng hưởng phước nhân duyên vui đẹp mãi lại xa lìa nạn khổ cực thân, ai môn sanh Phật tử ân cần ai hành tu hiếu thuận phải cần phải chuyên anh. Thường cầu nguyện thông huyên an hảo ấy, cùng bài đời phố màu siêu sanh ấy, ngày rằm tháng bảy mỗi năm ấy, vì lòng hiếu tháo ân thăm phải đền. Lễ cứu tế chi thành sâm đặc ấy, ngõ cung dường chư Phật chư Tăng ấy, ấy là bao đáp thù ân ấy, sanh thành dưỡng dục sống thân buổi đầu. Đệ tử phần lo gìn giữ ấy, mới phải là thích tử thiền môn ấy, vừa nghe dân pháp lang bồn môn sanh tử chúng thấy đồng ấy. Một liên với môn bán Phật tử ấy, nguyện một lòng tinh thu phụng hành, trước là trả nghĩa sinh thành, sau là cứu vớt chúng sanh muôn loài. Mộng liên tôn giả Phận tuyên hành, gầy vàng vừa gõ cửa ngục băng thanh, mọi người thoáng tội tình độ hóa sanh, phúc tuệ mãi an lành. Nam mô đại hiếu mộng kiền liên bồ tát. Nam mô đại hiếu mộng kiền liên bồ tát. Nam mô đại hiếu mộng kiền liên bồ tát. Phật thuyết kinh bao hiếu phụ mẫu, tăng câu hỏi rất đông ấy, tin ra tới số hai muôn tám ngàn ngày lại cũng có các hàng Bồ Tát hội tại đây đủ mẫn thường thường. Bây giờ vẫn mới lên đường ấy, cùng hàng đại chúng nam phương tiến hành, đáo ban lộ đành rằng măng thấy núi thường khô bỏ đấy lâu đời. Thế Tôn bèn vội đến nơi ấy, lại liền ba lại rồi rơi giòn hồng, mà đứng nan tối lòng mãi ngày ơi, chẳng hiểu sao phần lại đóng chương. Vội vàng xin phần dạy tường ơi, thầy là
xương khô ăn. Phật rằng trong các môn đồ ấy, ngươi là đệ tử đứng đầu dạy công ấy, bởi chưa biết đụng trong cho rõ ấy, nên vì ngươi ta tỏ đuôi đầu. Đông xương dồn dẫm bấy lâu, chẳng cũng có ông bà cha mẹ hoàng thân ta hoặc kẻ ta sanh. Luân hồi sanh tử tử sanh, lộn thân đời trước khi hài còn đây, ta lẽ đông xương hồn tạm chẳng vừa, không phân trai gái bỏ bừa khó coi ai, ngươi chịu có xem soi cho kỹ, phân làm hai bên nữ bên nam mà để cho phân biệt khúc phàm, không còn lộn lão nữ nam chất chồng. Đừng a nan trong lòng tha thiên ngay, biết làm sao phân biệt khỏi sai, ngài bèn xin phân chí bài, vì khó chọn lửa gái trai lúc này. Còn sanh tiền dễ bề sắp đặt, cách đứng đi ăn mặc phân minh, chớ khi rạ sát tiêu hình. Xưa ai như nay khó nhìn khó phân, ai phẩm mới bảo đàn ông xương trắng nặng hoằng, đàn bà xương nhẹ đen thâm dễ nhìn. Người có biết cỡ chi đen nhẹ, bởi đàn bà sanh đẻ mà ra, sanh con ba đâu tám hồng bôn đấu sữa hòa nuôi con anh. Vì cớ ấy hao mòn thân thể, xương đàn bà đen nhẹ hơn trai, nàng nghe vậy bi ai xót thương cha mẹ công dày dưỡng sanh. Bèn cầu Phật thi ân dạy bảo, phương pháp nào bảo hiểu song thân, Thế Tôn mới bảo lời rằng, vì ngươi ta sẽ phân trần khá nghe. Thân đàn bà nhiều bề cực nhọc, sanh đặng con thập ngoạn cưu mang, ngày tháng đầu thai đậu tở sương, ngày mai chiều gìn giữ sợ tan bất thường. Tháng thứ nhì dường như sữa đặc, tháng thứ ba như cục huyết ngưng, bốn tháng đã tưởng
ra hình, năm tháng ngũ thể hiện sinh rõ ràng. Tháng thứ sáu lục căn đều đủ, bảy tháng thì đủ bộ công xương, lại thêm đủ lỗ chân lông mới còng chung đến số tám muôn bốn ngàn. Tháng thứ tám hoàn toàn tạng phủ, chín tháng thì đầy đủ bóng hình, mười tháng thì đến kỳ sinh. Nếu còn hiếu thuận xuôi mình ra luôn, bằng ngô nghênh làm buồn thân mẫu ấy, nó vậy vùng đám quấu lung tung ấy, làm cho cha mẹ hái hùng mà sự đau sự khổ con cùng to phân ấy. Khi sản xuất muôn phần an lạc ấy, cũng ví như được bạn đường vàng ấy, Thế Tôn là bao a nan ấy, ơn cha nghĩa mẹ mười phần phải tin ấy. Điều thứ nhất giữ gìn thai giáo ấy, mười tháng trường châu đáo mọi bề. Thứ hai sanh đẻ gốm ghê, chịu đau chịu khổ mỗi mê trăm phần. Điều thứ ba thâm ân nuôi dưỡng ấy, cực đến đau bền vững chẳng lay. Thứ tư ăn đắng uống cay, ai để dành bùi ngọt đủ đầy cho con em. Điều thứ năm lại còn khi ngủ, ai ước mẹ nằm có ráo phần con ấy. Thứ sau bú sữa con mai miệng con no ấm chẳng nhồm chẳng ghê. Điều thứ bảy công chế ô uế ơi, dặn đồ chớ của trẻ không phiền ai. Thứ tám chẳng nợ chia riêng, nếu con đi vắng cha phiền mẹ lo. Điều thứ chín miệng con sung sướng, dầu phải mang nghiệp chướng cùng cam. Tính sao có lợi thì làm, chẳng màng tội lỗi bị giam bị cầm. Điều thứ mười chẳng ham trao chuông ấy, dành cho con cái cuộc thánh nhàn. Thương con như ngọc như vàng, ơn cha nghĩa mẹ sánh bằng thái sơn ấy. Phần lại bảo nan nên biết, trong chúng sanh tuy thiệt phẩm người, mười phần mê mỗi cả mười không tường ân trọng đức dày xong thân. Chẳng kinh mến quên ơn trái đứng, ngày không xoan thương dưỡng dục cụ lao, ấy là bao hiếu mặt giao. Ai vì những người ấy đời nào nên thân an.
Mẹ sanh con cứu mang mười tháng, cực khổ giường gánh nặng trên vai, uống ăn chẳng đặng về thai, cho nên thân thể hình hài kém suy. Khi sanh sản hiểm nguy chi xiên, sanh đặng rồi tinh huyết dâm dê, ví như thọc huyết trâu dê, nhất sanh thập tử nhiều bề gian nan. Con còn nhỏ phải lo săn sóc mê ăn đắng cay bùi ngõ phần, con ai phải tâm phải giặt rửa trôn, biết rằng giờ giấy mẹ không ngại gì. Nằm phía con nằm phía ráo, sợ cho con ướt áo ướt chân, hoặc khi ghé chốc khắp thân, ắt con phải chịu trăm phần thảm thương. Ai trọn ba năm bố nương sợ mẹ, gầy mòn nào nể với con ấy, khi con vừa được lớn khôn ấy, cha mẹ dạy bảo cho con vỡ lòng, cho đi học mở thông trí huệ, dựng vợ chồng có thế làm ăn, ước mong con được nên thân, ấy dầu cho cha mẹ cơ bần quan chi. Con đau ốm tưng thì lo chạy, dầu tốn hao đến mây cũng đành, khi con căn bệnh đặng lành thì cha mẹ công dưỡng dục sanh bằng non biển, cớ sao con chẳng biết ơn này. Hoặc khi lầm lỗi bị rầy, chẳng tuấn thì trở lại bài ngô ngang, hỗn cha mẹ phùng mang trợn mắt, khinh trưởng huynh nộ nàng thế nhi. Bà con chẳng kể ra chi, không tuân sư phụ lễ nghi, chẳng tường lời dạy bảo sống đường không kể, tiếng khuyên răng anh chị chẳng màng, trái ngang chống ban mọi đàn, ra vào lui tới mắng càng ngược trên năng. Vì lỗ mãn tánh quen càng bướng, chẳng kể lời trưởng thượng dạy răng, càng hành hung em. Bỏ bản lành theo cùng chúng giữ, nên tầm quen làm sự trái ngang, ai nghe lời dụ dỗ quân hoang, bỏ cha bỏ mẹ trốn sang quê người. Chưa còn tập theo thời theo thế, thân lập thân tìm kế sanh nhai, hoặc đi buồn bán kim lời, hoặc vào quân linh vỡ
ơi đời lầm không anh. Về ràng bố đồng không mối nợ, hoặc trở ngăn về vợ về con, quên cha quên mẹ tình thâm, quên xứ quên sở lâu năm không về. Ấy là nói những người có chi, chớ phân nhiều vô ý mà thôi. Sau khi phá hên của rồi, phải tìm phương kế kiếm đôi đồng xài. Theo trộm cơm hoặc là bài bản, phạm tội hình tù ráng phải vương, hoặc khi mang bệnh giữa đường, không người nuôi dưỡng bó thân ngoài đồng. Hay tin giữ bà con cô bán, cùng mẹ cha sao xác buồn rầu, thương con than khóc âu sầu, có khi mang bệnh đôi mù vẫn vương anh. Hoàng bệnh nặng vì thương quá lẽ, phải bỏ mình làm quỷ giữ hồn, hoặc nghe con chẳng lo lường, trà đình tự điếm phố phường ngạo du âm. Cứ mãi mía với đồng bất chính, chẳng mấy khi thần tình mổ khang, làm cho cha mẹ than vang, sanh con bất hiếu phải mang tiếng đời. Hoặc cha mẹ đến hồi già yêu, không ai nuôi điều ôm đau đói rất kêu riêu, con không cấp dưỡng bỏ liều chẳng thương anh. Phận con gái còn nương cha mẹ, thì có lòng hiếu để thuận hòa, cần lao phụng dịch trong nhà, dễ sai dễ khiến hơn là nam nhi. Sông đến lúng tùng phu xuân gia, lo bên chồng chẳng xa bên mình, trước còn lại vãng đến thăm mãi lần lần, ngồi lạnh biển tâm biển nhà. Quên dường dòng sống thân ân trọng, không nhớ công mang nặng đẻ đau, chẳng lo bao bổ cụ lao, ấy làm cho cha mẹ buồn rầu tham thai. Nếu cha mẹ la rầy quở mắng, trở sanh lòng hờn giận chẳng kiên, chớ chi chồng đánh liên miên, ấy thì cam lòng chịu chẳng phiền chẳng than. Tội bất hiếu lượng ban nam nữ, nói không cùng nghiệm dở vai mang, nghe Phật chi rõ mọi đàn, trong hàng đại chúng lòng càng tham thai. Gieo xuống đất lấy cây lấy củi, ai đập vào mình vào mũi vào hông, ai làm cho căng lỗ chân lòng, mà thái đều rơm máu ướt đầm cả thân.
Đến hôn mê tâm thần bất định, một giây lâu mới tỉnh than rằng: bọn con quá thần tội nhân, ngay xưa nay chẳng rõ không hơn người mù, nay tỏ ngộ biết bao lầm lạc, ngay dù can dường như nát như tan an. Tội tình có nỗi than van, ấy làm sao trả đặng muôn ngàn ân sâu. Trước Phật tiền ai cầu trần tổ, xin Thế Tôn mận cố bi lân. Làm sao bảo đảm thù ân, ai tỏ lòng hiếu thuận song thân của mình. Phần bèn dùng phạm thanh sáu món, ai phân tỏ cùng đại chúng lắng nghe. Ân cha nghĩa mẹ nặng nề, không phương bao đáp cho vừa sức đâu. Vì có người ân sâu dốc trả, cộng mẹ cha tăng cả hai vai. Dám tu gì nỗi chẳng sai, đến trăm ngàn kiếm ân kia chưa vừa. Vì có người gặp cơn đói rét, cây nuôi sống thân dẫn hết thân này. Xương nghiền thịt tan phân thay, trải trăm ngàn kiếm ân đây chưa đồng. Ai vì có người vì công sanh dưỡng, tự tay mình quen thúng sông người, chịu thân mồ tối như vậy. Đến trăm ngàn kiếm ân này thấm đau quên. Vì có người cầm dao thật bén, mổ bụng ra rung hên tâm can, huyết ra khắp đất chẳng than. Đến trăm ngàn kiếp thâm ân đâu bằng. Vì có người dùng ngàn mũi nhọn đâm vào mình bất luận chỗ nào. Tuy là sự có biết bao, trái trăm ngàn kiếp không sao đáp đền. Vì có người vì công dưỡng dục mà tự treo mình. Vì có người xương nghiền ra mở, hoang dùng dao chặt bữa thân mình. Xương ta tỉnh chẳng phiền, đến trăm ngàn kiếp ơn trên chưa đồng. Vì có người về công dưỡng dục mà nua sáng nông thâu ruộng thâu gan, ai làm cho thân thể tiêu tan. Đến trăm ngàn kiếp thâm ân chưa đền. Nghe Phật nói thay đều kinh khủng, mới dọn lễ tràng có nỗi cấm ngăn. Đồng thanh bánh phân lời rằng: làm sao trả đặng ân thâm sống đường. Phật mới bảo các hàng Phật tử phải lắng nghe ta chỉ sau này. Các người muốn đám ân dày phải nên biện chép kinh đây lưu truyền.
Về cha mẹ trì chuyên phúng tùng, cùng ăn năn những tội lỗi xưa. Cũng dược tam bảo sớm trưa, cùng là tu phước chẳng chừa món chi. Rằm tháng bảy đến kỳ tự tử, thầm phương tăng đều dự lễ này. Sắm sanh lễ vật đủ đầy, chờ giờ câu hỏi đặt bài cúng dân anh. Đặng cầu nguyện sống đường trường thọ, hoặc sanh về tịnh độ an nhàn. Ấy là bao đám thù ân sinh thành dưỡng dục song thân của mình. Mình cần phải tụng kính lại Phật, pháp tam quy bậc nhất giới trai. Nhưng lời ta dạy hôm nay, các người nhớ lấy từ đây vung hành. Được như vậy mới là khỏi tội, bằng chẳng thì ngục tôi phải sai. Trong năm đại tôi kể ra, bất hiếu thứ nhất thật là trong thai âm. Sau khi chết bị đày vào ngục, mê ngủ vô gián cũng gọi a tỳ ngục này. Trong nỗi thiết vì văn phên bằng sắc vây quanh bốn bề. Trong ngục này hàng ngày lửa cháy, đốn tội nhân anh thải thành than. Có lò nấu sẵn cho tan, rót vào trong miệng tội can hành hình. Vì bất hiếu nên mình thọ khổ, lòng thịt ra máu đổ tràn lan. Lại có cho sắc căng gan, phun ra khói lửa đốt đoàn tội nhân. Ở trong ngục có giường bằng sắt, bắt tội nhân nằm khắp đó xong. Rồi cho một ngọn lửa hồng, nướng quay chúng nó ra phòng thịnh thao quay. Móng bằng sắt thương đau gươm dao, trên không trung đổ tháo như mưa. Gặp ai chém nay chẳng chừa, làm cho thân thế nát như như tương anh. Nhưng hình phạt vô phương kể nay, mỗi ngục đều có cánh trị riêng. Ấy như là xe sắt phân thay, chim ưng mổ bụng trâu cày lưỡi lê. Nếu mà đắng chết liền đã đỡ, vì nghiệp duyên không nỡ hành thân. Ngày đêm chết sống muôn lần, đến trăm ngàn kiếp không ngừng một giây. Sự hành phạt tại tỳ ngục rất nặng nề, ngộ nghịch song thân, chúng người đều phải ân cần. Thừa hành can vi phân trần khoáng trên anh. Nhưng là phải kính này in
chép mà truyền bá ra cho khắp đông tây. Như ai chép một quyển này vi bằng đặng thấy môn vị Thế Tôn. Nếu in được ngàn muôn quyển ấy thì cũng bằng thay phần vạn thiên, do theo nguyện lực tùy duyên ấy chư Phật ủng hộ như sở nguyện. Cha mẹ đặng xa miền khóc lạnh, lại hóa sân về cõi thiên cung. Khi lời Phật giảng vừa xong, khám trong tứ chúng một lòng kính vâng an. Lại phát nguyện thà thân này nan ra bụi cho muôn kiếp chân này, giàu cho keo lưỡi trâu cầy đến trăm ngàn kiếp lời thầy không quên nan. Vì như bị ba thiên đạo kiếm khám thân này đâm chém phanh thay, hoặc như lưỡi trôi thân này trái trăm ngàn kiếp lời thầy chẳng sai. Dẫu thân này bị cưa bị chặt phân chia ra muôn đoạn ra đời, đến trăm ngàn kiếp như vậy chúng con cũng chẳng trái lời thầy khuyên anh. Đừng a nan kiền thiền đánh lễ cầu Tế Tôn đằng đề hiệu kinh, ngày sau truyền bá chúng sinh về bề phung tùng chuyên tinh tu hành. Phần mới bảo a nan nên biết quyển kinh này quả thiệt cao xa, đặt tên bảo hiệu mẹ cha cũng là ân trong thần là chân kinh. Các người phải giữ gìn châu đáo đặng đời sau y giáo phụng hành. Sau khi phận rơi đánh ranh bốn hàng Phật tử rất mừng rất vui an. Thầy mòn lòng vẫn theo lời Phật ấy, và kinh thành tinh chân vẹn tuyên ai đồng nhau trở lại phận tiền. Nhưng tâm đánh lễ rồi liền lui ra. Bán nhà ba la mận đa tâm kinh, tâm trí tuệ thanh thanh rộng lớn, sang trong ngần chẳng bận mây trần. Lâu lâu một tâm thiên chân bao trùm muôn loài chẳng phân thanh phàm, vẫn tâm mấy lần trong sáng suốt cõi bờ kia một bước đến nơi anh. Trái lòng tròn đủ xưa nay công thành quả chứng tỏ bài đích đang hàng Bồ Tát danh Quán Tự Tại. Khi tham thiền vô ngại đến trong an, thâm vào trí huệ mở thông, soi thấy năm uẩn đều không có gì, độ tăng cao
thức tâm hiền cảnh sắc ràng. Sẵn không chung ở một nhà, không chẳng kháng sẵn sẵn nào khác không. Ấy ấy sẵn tương cũng đồng, không tương không tương y như tường sắc kia. Thổ tướng hành thân phân chia cũng lại như vậy, cũng về chân không. Tòa sân tướng nhân ông tạm đó, ca pháp kia tướng nọ luôn trần. Chẳng sanh chẳng dưng thường chân, chẳng câu chẳng tịnh chẳng sợ chẳng thêm mong. Cớ ấy nên cõi trên không giới, thế lão lão vô ngài thượng chân. Vốn không ngũ uẩn âm thần, sao căn chẳng có sao trần cũng không mây. Thấy rộng không mà không nhãn giới, biết hoàn toàn thức giới cũng không mê. Tánh công sáng suốt đại đồng, mây vô minh chẳng có mưa hồng hết chi. Vẫn không có thân gì già trên, uống chi là hình trên già sao. Tư đế cũng chẳng có nào, không chi là trí có nào đắng chi. Do vô sở đắng lệ tăng cả nhân pháp kia đều xa nhị không. Vẫn lòng tri huệ linh thông, bờ kia mau đến tâm không ngại gì. Không quái ngài có chi cùng bó, từng xa lìa mộng tướng đáo điên. Tâm không rõ ráo chủ viên, niên bàn quá chứng chân nguyên hoàn toàn. Tam thế phận y đàn bán nhà, đáo bồ đề chứng quả chánh chân. Cho hai bán nhã là hơn, pháp môn tội thắng cõi chân mau về. Thiệt thần chú linh trí đại lưng, thiệt thần chú đúng bực quang minh. Ấy chú tôi thường hoài linh, ấy chú vô đẳng thần. Trừ tất cả nguyên nhân các khổ, thân tình lòng giang ngộ vô sơ. Thiên nhiên chân thiệt bất hư, an làm thần chú chân như thuyết rằng. Yên đệ yên đệ bà la yên đệ bà la thần. Nam mô A Di Đà Phật, Bà Già Đa Tha Gia.
A Di Đà Đà Thi Ca Lăng Đa Ya Di Ni Ya Ya Na Chi Đa Ca Lê Ta Bà Nam Mô A Di Đà Bà Ya Đa Tha Ya Đa Ya Đa Điền Ya Tham A Di Đà Đô Bà Thi A Di Dạ na chí đa ca lê ta bà chúng thánh tử kiền thiền xưng tán đấng Di Đà vô hạn lợi sanh bốn mười tám nguyện viên thành hiện ra tướng tôn sắc thân vời kim sắc tướng muôn ngàn công đứng khắp mười phương chấn bậc sanh bằng bành hào hiện hiện phong quang xoay vầng chiếu sáng di sang năm tòa cầm thanh nhãn thấy xa vô ngại sáng trong ngần tứ đại hải dương hào quang hóa Phật không lường hóa chung Bồ Tát số đường hằng hà độ chúng sanh liên hóa chính phẩm mây nương lãng ban là cảnh tây phương ngày chỉ thành thâm niệm chiếu chương hiện tiền thanh chung dẫn đường quán sanh Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới đời từ đại bi tín dân đạo sư A Di Đà Phật Nam Mô 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 Đại Bi Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Thế Chí Bồ Tát Nam Mô Đại Thế Chí Bồ Tát Nam Mô Đại Thế Chí Bồ Tát Nam Mô Địa Tạng Bồ Tát Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ Tát Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ Tát Nam Mô Đại Hiếu Một Kiền Liên Bồ Tát Nam Mô Đại Hiếu Mùng Kiền Liên Bồ Tát Nam Mô Đại Hiếu Một Kiền Liên Bồ Tát Đại ái chúng Bồ Tát ấy Nam Mô Thanh Tịnh Đại ái chúng Bồ Tát Nam Mô Thanh Tịnh Đại ái chúng Bồ Tát Đệ tử chúng con ấy vẫn lời phân giải ngày rằm tháng bái gấm hồi vũ lan phạm vũ y hoàng đô hương đánh lễ mười phương tam thế phần pháp thánh
chẳng quán yêu già sanh nhai làm lộ hay quy cùng hoang vỗ phấn đấu nuôi con ngày giáo dục vuông tròn đem đường hồng đạo đệ tử ơn sâu chưa bao hổ phận kém hèn giờ này quỳ trước đài sen ngay chỉ thành cung kính anh đạo tràng thánh tình tăng bảo trang nghiêm mà hoặc thừa tự tư hoặc hiện tham thiền đầy đủ thiện duyên rú lòng lân mận hộ niệm cho em bảy kiếm cha mẹ chúng con đượm nhuần mưa pháp còn tại thế thân tâm yên ổn phát nguyện tu trì đã qua đời án đạo xa lìa trong thành Phật quả còi hư không mây từ bi gia hồn phong kinh công đức thù thắng hạnh vô biên thắng phước dài hồi hướng ơi vô nguyện phạm giới chư chúng sanh tông vạn vô lượng quang Phật sáng ai nguyện tiêu tam chương trừ phiền não nguyện đăng trí huệ chư minh liệu vô nguyện tội chưa tất tiêu trừ thế thế thường hành Bồ Tát đạo nguyện sanh tây vô tình độ trung cử phẩm liên hoa vi phù mẫu hoa cài kiến phật ngộ vô sanh bận thôi bồ tát vì bàn lữ nguyện di thử công đức phổ cầm những thế ngã đẳng giữ giai công thành này phân đạo tự quy phật đương nguyện chúng sanh thế giai đại đạo phá vô thượng ấy tâm tự tự quy tăng đơn nguyện chúng sanh thống lê đại chúng những thiên vô ngại nguyện đem công đức này về khắp tất cả